Xin chào các bác, chào các bạn. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn một sản phẩm nữa của chúng tôi. Đó là thuốc yếu sinh lý. Vừa qua thì có một số bạn phản ánh với chúng tôi là cần một cái loại thuốc yếu sinh lý mà làm sao để không phải uống rượu. Thì hôm nay chúng tôi sẽ đưa ra một cái sản phẩm mới, đó là cái sản phẩm yếu sinh lý bằng cách đun và sắc. Sản phẩm này có một cái đặc điểm khác với các cái sản phẩm của chúng tôi thường có, đó là chúng tôi thường có các sản phẩm mà ngâm rượu. Ví dụ như là các cái sản phẩm yếu sinh lý về của chúng tôi là thường được ngâm rượu. Ví dụ như đây là một sản phẩm yếu sinh lý ngâm rượu, chúng tôi đã ngâm sẵn này. Rượu này được ngâm ít nhất trong vòng 3 tháng. Đấy, thì các bạn có thể dùng cỡ khoảng một chai này đến hai chai này thì sẽ cải thiện được cái việc yếu sinh lý của các bạn. Tuy nhiên là mỗi bữa các bạn phải duy trì từ 3 chén hạt mít trở lên. Hôm nay thì tôi xin giới thiệu các bạn một cái sản phẩm, đó là cái sản phẩm thuốc Nam gia truyền chữa yếu sinh lý. Thuốc này họ được gửi từ đồng bào dân tộc xuống và được đồng bào dân tộc làm. Các cây cỏ thì có thể một số bạn sẽ nhận ra được, và một số bạn làm với thuốc Nam thì sẽ nhìn ra được các cái loại cây này qua cái hình ảnh tôi giới thiệu đây. Ví dụ như là loại cây này thì chắc các bạn sẽ nhìn ra ngay. Đấy, cái cây này một số bạn sẽ nhìn ra. Đây là một cây nữa. Đối với lại thuốc chữa yếu sinh lý ấy, thì cũng giống như thuốc Nam, cũng giống như thuốc Bắc, cũng phải có các vị hợp thành một bài thuốc gồm có quân thần tá sứ, chứ không thể có độc một vị được, không thể có độc một vị quân, độc một vị tá được. Nó phải có một đạo quân thì nó mới có thể hợp thành một bài thuốc tốt được. Bài thuốc chữa yếu sinh lý này của chúng tôi có cái đặc điểm là chúng tôi đã xếp thành từng gói một như này. Và một gói này các bạn sẽ dùng trong vòng 2 đến 3 ngày. Bằng cách là các bạn cứ cho vào ấm hoặc son, các bạn đổ ngập nước, các bạn đun. Và đến ngày thứ 3 thì đun kỹ hơn vì nó sẽ loãng. Và đến ngày thứ 3 nó loãng rồi thì các bạn uống hết ngày đấy, các bạn sẽ thay gói mới. Tổng cộng một đợt điều trị yếu sinh lý của chúng tôi là gồm có 4 gói thuốc như này. 4 gói, 4, 3, 12. Vậy vị trí này trong vòng 12 ngày sẽ cải thiện được cái tình trạng yếu sinh lý. Trong quá trình uống thuốc thì có một số điểm phải kiêng. Một, đó là kiêng quan hệ. Thứ hai là kiêng uống rượu. Thứ ba là kiêng cá mè, thịt chó. Chỉ nên ăn thịt bò, thịt lợn. Và giữ gìn sức khỏe, đi ngủ sớm. Các bạn có nhu cầu sử dụng cái thảo dược chữa yếu sinh lý này, liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại là 0932 340 345. Thảo dược này có một đặc điểm là sẽ kéo dài cái cuộc yêu của các bạn dài hơn và chống được cái xuất tinh sớm. Sản phẩm yếu sinh lý này các bạn chỉ cần dùng 1, 2, 3, 4, 4 gói này trong vòng 12 hôm. Sức khỏe của bạn đã được cải thiện. Tuy nhiên bạn cũng cần phải bồi bổ, ví dụ như về sau khi bạn uống thuốc xong thì bạn cũng cần ăn các thức ăn bổ dưỡng, ví dụ như một số cái thức ăn tốt cho tinh trùng, trứng vịt lộn chẳng hạn, nhưng mà ăn ít rau răm thôi. Thịt bò cũng rất tốt, con hàu cũng rất tốt. Đấy. Và một số cái loại hải sản nữa cũng rất là tốt cho nam giới. Các bạn có nhu cầu sử dụng hoặc muốn hỏi thêm vấn đề này thì sẽ điện thoại cho tôi qua số điện thoại đang trên màn hình các bạn đấy, 0932340345. Hôm nay tôi xin giới thiệu các bạn về cái sản phẩm yếu sinh lý đến đây thôi. Xin chúc các bạn sau khi uống thuốc thì sẽ khỏi được cái yếu sinh lý. Xin cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn.